Chim công là biểu tượng cho sự phú quý, sự vương giả, sự thịnh vượng. Hình ảnh hoa đào biểu tượng của may mắn, hoa phù dung biểu tượng cho sự phú quý, đại cát. Hình ảnh hoa sen là quốc hoa của Việt Nam, cũng là biểu tượng trong Phật giáo. Hoa sen còn thể hiện cho ý chí, nghị lực, kiên cường vượt qua tất cả gian nan khó khăn để đạt được đến thành công. À, và xin chào mọi người, em là Khánh chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Trà. À, ngày hôm nay thì em xin phép được uh, giới thiệu và chia sẻ đến tất cả mọi người một tác phẩm đó chính là một cặp bình tỏi mẫu chế tác hình ảnh công danh phú quý nền màu đỏ rất thích hợp với những ai mệnh hoa và mệnh thổ mọi người nhé và tác phẩm này như anh chị nhìn thấy được chế tác hình ảnh chim công một cặp chim công và hình ảnh những chú chim uh, đang quây quần bên nhau trong một cái bối cảnh là hình ảnh rất nhiều những bông hoa đang nở đây là hình ảnh vào mùa xuân và tên của tác phẩm này chính là tác phẩm phú quý trường xuân mọi người nhé phú quý trường xuân nền màu đỏ, anh chị nhìn thấy cái nền màu đỏ rất là nổi bật và em xin phép được giới thiệu qua về cái tác phẩm này, à, nguồn gốc xuất xứ của tác phẩm là được sản xuất tại Ba Tràng Việt Nam về cách thức sản xuất thì sản phẩm này à, với nguyên liệu làm nên sản phẩm là chất liệu là chất liệu của bình là sứ trắng và nguyên liệu để tạo nên cái chất xứ này là phải làm từ nguyên liệu là đất sét trắng xương trong được uh, tinh lọc tinh lọc rất là kỹ càng để loại bỏ toàn bộ tạp chất và sau khi mà đã tạo hình vẽ họa tiết lên bên trên bình thì lại được đưa vào lò nung ở nhiệt độ 1300 độ C sẽ cho ra loại sứ trong xuyên sáng và có âm thanh rất là đanh. em sẽ thử cho mọi người cùng thấy được cái sự tinh khiết của cái đất anh chị nhìn này ánh sáng nó nhấp nháy nhá về anh chị có thể thử thêm đèn mà ánh sáng nó sẽ nhấp nháy ở đây cái dòng này là dòng sứ trắng xuyên sáng dòng sứ trắng xuyên sáng cũng có loại sứ cũng làm đến chiếc bình tỏi như thế này nhưng mà nó sẽ không được xuyên được ánh sáng qua thì cái dòng này hiện tại mọi người đang xem là gọi là dòng sứ xuyên sáng mọi người nhé sứ xuyên sáng ở sứ xuyên sáng thì uh, thường cái giá nó sẽ cao hơn so với những loại sứ mà không xuyên được sáng rồi âm thanh <laughs> âm thanh thì rất đanh trong và vang tiếng rất đanh trong và vang tiếng nhiệt độ nung rất là cao cho ra cái loại sứ rất là đanh ở trong tiếng Rồi đến cái họa tiết vẽ ở trên tác phẩm Với những tác phẩm uh, gồm sứ của bát tràng mà họa tiết vẽ như thế này thì đa phần đều là vẽ tay hết Và tác phẩm này cũng được uh, vẽ tay hoàn toàn 100% Và sản phẩm này đã được mạng thêm vàng 24k rồi Mạng thêm vàng 24k mọi người nhé Và cái vàng này sẽ được chế tác Khi mà cái bình đã được hoàn thiện rồi vẽ xong những cái màu sắc những cái màu sắc xanh đỏ vàng này là màu sắc ở bên trong men là màu bền vĩnh cửu trường tồn với thời gian không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng ở cái vàng này là sau khi mà đã tạo lên chiếc bình với cái màu sắc xanh đỏ vàng hoàn thiện rồi sẽ được vẽ vàng nước lên bên trên này vàng này được cho vào dung môi hòa tan vàng ra thì để vẽ lên bên trên thì vàng nó mới bám được sau đó nung lại ở nhiệt độ 800 độ C nữa thì cái vàng nó sẽ bám trên này rất là chắc mọi người nhé bám vàng bám ở trên này nó giống như là vàng chúng ta mạ ở trên nhẫn hay trên đồng hồ Đấy, em sẽ mô tả như vậy cho anh chị dễ hiểu À, có một lưu ý là chúng ta không dùng vật sắc nhọn thô ráp chúng ta mài ma sát trực tiếp lên vàng bởi vì vàng là một lớp rất là mỏng ở ngoài men là nếu như mà chúng ta mài ma sát trực tiếp mạnh lên vàng thì vàng có thể sẽ bị xước đây là một cái lưu ý dành cho mọi người vệ sinh sản phẩm thì chúng ta sẽ sử dụng uh, chổi lông gà chúng ta phải bụi đi là sạch uh, hạn chế dùng rẻ ướt thôi rẻ ướt nó sẽ làm nhiều khi bình này rất là bóng trơn mịn mượt như là sờ lên trên kính ấy khi mà bình bóng và cái chất vàng này rất là bóng nhưng mà chúng ta lau một rẻ ướt nếu như mà đang tình trạng bình nó đang bị bẩn, nó sẽ bị bết lại nó mất cái độ đẹp của bình. khi mà mọi người muốn lau rẻ ướt thì mọi người phải vệ sinh bình sạch sẽ rồi không có bụi thì mọi người mới lau bằng rẻ ướt thì nó mới sạch nhá. và cũng hạn chế lau bằng rẻ ướt thôi. đây là một cái lưu ý dành cho mọi người. À, riêng cái độ chói này của vàng thì nó sẽ không xuống màu, nó sẽ vàng như thế này mãi. Đấy. nó sẽ vàng như thế này mãi nhá. và nhiều người lo sợ về vấn đề là cái vàng này là không phải vàng thật thì dùng lâu một thời gian nó sẽ xuống như màu đồng ấy hay màu sắt thì riêng những cái sản phẩm như này, vàng như này thì mọi người yên tâm, vàng không xuống màu. À, họa tiết chế tác hình, hình ảnh trên tác phẩm này là hình ảnh một cặp chim công kết hợp với hình ảnh hoa mộc lan, hoa đào, hoa phù dung và hoa sen. À, như em vừa nói từ ở đầu video, chim công là biểu tượng cái sự phú quý. Ngoài ra một cặp chim công còn thể hiện cho tình cảm vợ chồng mình chặt sắt son. Kết hợp thêm đó là em chế tác thêm hình ảnh những chú chim nhỏ đang bay lượn ở xung quanh, thể hiện cho như một sự đoàn tụ sum họp của gia đình. Anh chị nhé, tác phẩm này và giờ thì em xin phép được quay cận hơn vào tác phẩm để cho mọi người có thể nhìn rõ hơn được cái chi tiết ở trên tác phẩm này và tất cả những sản phẩm này bên em đều giao tận nơi toàn quốc nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xếp mẻ thì mọi người mới nhận hàng thế nên là mọi người yên tâm nhé và bên em sẽ có phiên like vào buổi tối hàng ngày từ 8 giờ đến 11 giờ tối mọi người có thể lên trên like săn những sản phẩm gồm xứ bát tràng chuẩn bát tràng với giá tốt nhất ở à, đây là gì đáy sản phẩm và trên miệng nhé gì đáy ạ và đây là trên miệng ạ dưới đáy và trên miệng trên miệng này là màu trắng này đây mọi người nhìn thấy lại trắng tinh dưới đáy cũng trắng à, kích thước của tác phẩm này là cao là 50 và đường kính bụng này là 38 cao 50 và đường kính bụng 38 à, tác phẩm này thì chúng ta sẽ trưng bày thứ nhất là ở ban thờ thần tài phòng khách ở quầy lễ tân quầy tính tiền bàn quầy trưng bày ở phòng thờ hai bên trong phòng thờ với những chiếc bình phong thủy như thế này vừa giúp cho không gian căn nhà chúng ta trở nên sang trọng và trong phong thủy với cái ý nghĩa trong phong thủy mọi người nhé là với cái dáng bình bụng phình cổ thắt miệng loe sẽ thu hút tài lộc tích chữ ở trong cái bình này đây là cái ý nghĩa ở trong phong thủy ờ, chơi những tác phẩm bình phong thủy gồm sứ bát tràng họa tiết vẽ tay này cái giá trị thủ công cao nguồn gốc xuất xứ chúng ta biết rõ ràng là sản xuất ở đâu thứ hai nữa là với những cái tích cảnh trên tác phẩm sẽ mang một cái ý nghĩa về tinh thần rất là lớn ờ, và sau khi mọi người xem xong những cái video của em nếu mọi người thấy video hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ, rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những cái sản phẩm gốm sứ bát tràng của Việt Nam. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào, giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm để chúng ta có thể hiểu hơn được về tác phẩm này. Bày trí cặp tác phẩm này trong nhà thì rất là đẹp mọi người nhé. Như anh chị có thể nhìn thấy xung quanh của tác phẩm đều được vẽ kín hoa. Anh chị xoay mặt nào ra thì cũng là thành một cái cảnh chính của tác phẩm. À, nhưng đây là cái cảnh chính điểm nhấn chính là hình ảnh một cặp chim công này đây là cảnh chính mọi người nhé thì ở xung quanh anh chị có thể nhìn thấy được vẽ rất là nhiều hoa thì chúng ta xoay mặt nào cũng ra hình ảnh cái cảnh ví dụ như đây là hình ảnh hoa này đây là cái tác phẩm được vẽ kỹ xung quanh bình. chị cùng quan sát thấy đây là hình ảnh hoa sen nhé à, được mạ vàng thì cái sản phẩm sẽ rất là nổi bật sáng chói tất cả những sản phẩm này bên em đều giao tận nơi toàn quốc nếu như mà anh chị có những quan tâm đến sản phẩm thì chị liên hệ qua số điện thoại em đang gắn ở bên trên video để được tư vấn chi tiết nhất về sản phẩm này mọi người nhé. À, vì là sản phẩm vẽ tay và sản xuất thủ công, chính vì vậy sản phẩm với cái họa tiết cùng một mẫu họa tiết cùng một người vẽ và cùng làm một thời điểm thì vẫn có những sự khác biệt nhẹ về họa tiết mọi người nhé, không giống nhau được một trăm phần trăm. Và cái thứ hai là trọng lượng của bình thì cũng sẽ có bình nặng bình nhẹ, chứ không phải là trọng lượng sẽ đều như nhau. Đấy là hai cái lưu ý dành cho mọi người với những cái sản phẩm sản xuất thủ công chất liệu là gồm xứ